Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Kelly Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì cũng giống như mỗi lần, nhớ đăng ký kênh cho Kelly Sài Gòn và bấm nút like. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, hôm nay thì mình quay cái phong này, hồi nãy quay bên đây, bây giờ quay qua phía bên đây. Hôm nay thì mình ở nhà và mình rảnh rỗi, thử ra sẽ quay nhiều clip hơn mỗi lần. Cái bên đây thì thấy ánh sáng được không quý vị? Nếu mà được thì cho mình một cái like để đằng sau mình biết ha. Tại vì mình quay thì mình cũng không biết đâu. Đằng sau thì mình sẽ, nếu mà ánh sáng bên đây tốt thì mình sẽ quay về hướng bên đây. Ok, cảm ơn quý vị. Vâng, thì mình mấy hôm nay mình cũng có chia sẻ về nam ca sĩ Hoài Lâm. Thì cũng như chúng ta biết rằng Hoài Lâm là một nhân tố tài sắc vẹn toàn, một giọng ca rất hay, truyền cảm. Mà mình rất thích cái giọng của Hoài Lâm ca bolero. Khi mà nhấn nhá cái chữ nào hay là có những cái lúc mà câu lái đó quý vị, bỏ vô ngũ cung đại khái là như vậy. Nó nghe nó sâu sắc mà nó tha thiết lắm. Và đặc biệt nữa là Hoài Lâm giả rất được nhiều giọng. Giọng người này, giọng người kia, giọng người nọ. Rồi phải nói là ca sẩm cũng được luôn nữa. Chưa có một ca sĩ nào mà ca sẩm giống như là Hoài Lâm. Phải nói rằng là rất là hiếm có. Một vài năm gần đây mới có được một ca sĩ giỏi như vậy, phải không quý vị ha? Nhưng mà tình trạng của Hoài Lâm hiện giờ thì ai nấy đều lo cho thể trạng sức khỏe của Hoài Lâm. Có phần mập ra, trong khi livestream thì nói chuyện không rành mạch gì mấy. Rồi có lúc ngủ gật nữa. Nhưng gia đình có chia sẻ là vì thiếu ngủ cho nên Hoài Lâm ở lúc mà livestream lúc đó thì bị ngủ gật chứ không có gì đâu. Gần đây thì Đàm Vĩnh Hưng cũng có gặp Hoài Lâm và cũng chia sẻ nếu trong thời gian đó mà Đàm Vĩnh Hưng đừng có cái tôi giống như là tỏ ra là cần Hoài Lâm thì chắc giờ con đường Hoài Lâm đã khác rồi. Và Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ nếu biết kinh doanh giọng hát của Hoài Lâm thì bây giờ Hoài Lâm đã là một ngôi sao vững chắc bền bỉ, chứ không phải lúc đó thả cho Hoài Lâm đi thì Hoài Lâm nổi tiếng rất là nhanh, nhưng mà cũng vì sớm nở thì chóng tàn qua những cái trận mà của showbiz, phải không quý vị ha? Ba chìm bảy nổi lắm. Vâng, ở trong đây thì mình muốn chia sẻ đến các bạn nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân muốn tìm cách giúp Hoài Lâm thì Đàm Vĩnh Hưng liền nói một câu đầy vô vọng. Trước tình trạng của Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đều muốn giúp đỡ nam ca sĩ, tuy nhiên lại gặp vô vàn khó khăn vì lo sợ sự không hợp tác của Hoài Lâm. Tại sao gọi là không hợp tác? Thì bây giờ chúng ta cùng với nhau chia sẻ. Từng là một ca sĩ trẻ đình đám với giọng hát đầy tài năng cùng ngoại hình là sói ca, cuộc sống hiện tại của Hoài Lâm sau khi ở ẩn khiến người nào người nấy đều nuối tiếc. Được cha nuôi là Hoài Linh hậu thuẫn, Hoài Lâm tưởng chừng như sẽ trở thành một ngôi sao nam hạng A quyền lực của showbiz. Thế nhưng giữa đỉnh cao sự nghiệp, chàng trai sinh năm 1995 bất ngờ rút lui khỏi showbiz, tách ra khỏi bố nuôi. Đáng nói, ai nấy ngỡ ngàng khi Hoài Lâm đổ vỡ hôn nhân, tình trạng hiện tại còn thể hiện sự bất ổn nữa. Trong nhiều ngày gần đây, công chúng ngỡ ngàng khi thấy Hoài Lâm để lộ ngoại hình tàn tạ với thần sắc và cách nói chuyện có vẻ hơi bất ổn một chút xíu. Thậm chí nam ca sĩ còn ngủ gật khi phát trực tiếp với lại khán giả. Điều này khiến không những công chúng mà đến những người trong nghề nghiệp cũng phải nuối tiếc cho một tài năng. Mới đây vào ngày 20 tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ anh vô cùng lo lắng cho tình trạng của Hoài Lâm và tiếc nuối trước khi
ngày trước đó, trước đây không cố gắng níu giữ đàn em trong showbiz. Thế mà tôi nhiều lần tự hỏi đó có phải là số mệnh của em đã được sắp xếp như vậy hay là không? Giá như ngày đó tôi đừng tự ái, đừng dễ dãi và tỏ ra cần em một chút. Giá như ngày đó tôi quyết liệt và cố giữ em bằng mọi cách. Giá như mà tôi biết lợi dụng em, biết kinh doanh em một chút xíu thì bây giờ em đâu có ra đến nỗi như thế này. Để có thể chốt hạ với mọi người thân em bằng một cú tấn công vào kinh tế thì có lẽ một câu chuyện nó đã khác rồi. Như vậy thì cũng giống như một tờ báo lần trước thì đàn thân cũng có nói rằng là chốt hạ lần trước giống như là đánh vào kinh tế gia đình của Hoài Lâm. Thì lúc đó đã kéo dài được cái sự tiến tâm của Hoài Lâm cho tới bây giờ rồi. Nhưng lúc đó thì chắc có lẽ Đàm Vĩnh Hưng cũng bận bịu nhiều công việc và lúc đó cũng có nhiều... Quý vị biết rằng trước khi mà dịch Covid xảy ra mà thì tình trạng showbiz rồi nó, trong đó nó có đấu đá với nhau dữ dội lắm. Nào là em nuôi, chị nuôi, con nuôi, cái này cái nọ ơi. Mà thôi... nhiều cái thứ trong đó lắm, mình không có kể, mình không có nói hết được. Và Đàm Vĩnh Hưng cũng có nói rằng là có thể khi ở bên tôi em sẽ chưa nổi tiếng nhanh như vậy, nhưng tôi và công chúng sẽ có một nhân tài lâu dài như em của ngày đó. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có sự dẫn dắt lôi kéo nào đưa em đi xa như thế. Tôi chỉ nghĩ hạn hẹp vậy thôi, ánh mắt của em là điều khiến tôi lo ngại nhất. Có nghĩa là khi mà không ở trong vòng tay của Đàm Vĩnh Hưng thì có thể là sẽ bị nhiều cạm bẫy khác, rồi bị nhiều cái lời ong bướm vo ve người này người kia hay là những cái gì tác động vật lý đến em. Cho nên em cũng sự nổi tiếng rất là nhanh nhưng mà cũng chóng lụi tàn theo năm tháng. Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng đã nhận về nhiều bình luận đồng cảm của khán giả cũng như các nghệ sĩ khác. Đáng nói ở dưới bài viết cũng xuất hiện bình luận của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Theo đó, là một nghệ sĩ gạo cội từng giúp đỡ hậu thuẫn nhiều thế hệ trẻ, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân không khỏi xót xa cho tình hình hiện tại của ca sĩ Hoài Lâm. Là một người thường xuyên giúp đỡ đàn em trong nghề, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xót xa cho Hoài Lâm. Nữ nghệ sĩ thắc mắc rằng liệu có cách nào để giúp đỡ cho Hoài Lâm hay không? Có cách nào không em? Đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nói với lại Đàm Vĩnh Hưng, có cách nào không em? Thì Đàm Vĩnh Hưng trả lời như thế này, đáp lại với câu hỏi của đàn chị. Đàm Vĩnh Hưng phản hồi rằng anh có nhiều cách để giúp Hoài Lâm, chứ sợ là đàn em không chịu hợp tác mà thôi. Cách thì em không thiếu, chỉ lo là không có sự hợp tác. Mr. Đàm cũng tiết lộ rằng anh đã làm nhiều cách để cứu vớt đàn em nhưng vô tác dụng. Em làm nhiều kiểu rồi chị ạ, chị biết em rồi mà. Trước sự tiết lộ của Đàm Vĩnh Hưng thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cảm thấy thương xót cho tình trạng hiện tại của Hoài Lâm mà thôi. Thương quá, thương nó quá, Hưng ơi. Theo tiết lộ của Đàm Vĩnh Hưng, có thể thấy ông Hoàng Nhạc Việt đã dùng nhiều cách để có thể kéo Hoài Lâm trở lại như xưa, nhưng vì sự không hợp tác nên Mr. Đàm chỉ biết lực bắt tòng tâm. Lực bắt tòng tâm chứ. Hiện tại thì tình trạng của Hoài Lâm vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng và những người trong nghề rất là nhiều. Vâng, theo như hình ảnh mà chúng ta được xem thì mình thấy rằng Hoài Lâm khác hơn xưa rồi quý vị.
Hơi mập hơn chút xíu nhưng mà không có cái dáng vẻ mà phong trần như một cái ngày nào. Và trong khi đang nói chuyện thì Hoài Lâm có vẻ hơi gật gù đối với việc, nhưng cũng vẫn còn bảnh trai, hơi buồn ngủ thôi, không biết sao hết. Nhưng mà nếu em ấy muốn trở lại sân khấu, mà nếu mà nhờ được Đàm Vĩnh Hưng thì tôi nói phải nói thật sự là giống như ông Bụt Nguyễn Đức Thụy mà giúp đỡ cho Hồ Văn Cường vậy. Ráng lên Hoài Lâm nha, ráng lên Hoài Lâm, cố gắng lên Hoài Lâm, cái gì cũng vậy, sau cơn mưa trời lại sáng, hoa nở không màu thì buồn làm chi em ơi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị, xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video tiếp lần sau. Một lần nữa xin chúc cho Hoài Lâm trở lại sân khấu như ngày trước, giữ phong độ, phải không quý vị? Ráng lên Hoài Lâm, cố gắng lên cháu, hoa nở không màu, buồn làm chi em ơi.